ăn cơm khô khô mà còn miếng chan miếng canh mà. Thưa đại chúng, câu hỏi kế tiếp: kính bạch thầy, cho con xin hỏi, người mất rồi có nên nhận tiền điếu không? Nếu nhận và đem hết số tiền đến điếu đi cúng dường và làm từ thiện thì người mất có bị mắc nợ không? Thưa đại chúng, cái vấn đề phúng điếu chẳng qua là một hình thức khác, cũng như ở đời chúng ta đi ăn tiệc. Khi mình nhận một lời ăn tiệc của ai, mình đều đem một món quà đến với cái bữa tiệc đó. Bất cứ thứ tiệc gì, quý vị kiểm đi, người ta mời đầy tháng không lẽ tới tay không? Người ta mời thôi nôi không lẽ tới tay không? Người ta mời sinh nhật không lẽ tới tay không? Rồi người ta mời đám cưới không lẽ tới tay không? Rồi bây giờ đám tang tới không lẽ tới tay không? Mình tới mình có một chút quà, đó là cái tấm lòng của mình đối với người mất cũng như người còn. Có thể mình không quen người mất, nhưng mình quen người còn. Và mình biết người còn ở lại phải lo chi phí, cho nên mình mới đem một chút quà tới. Tại sao lúc đám cưới mình tới, mình không nghĩ là người đó mắc nợ mình, mà lại sợ là lúc đám tang mắc nợ? Ở cái trường hợp này không ai nợ ai cả, bị mình có xin đâu mà nợ. Người ta có quyền tới tay không, mình không hề bắt buộc người ta đến bằng cái gì cả. Nhưng mà ở đời này chúng ta luôn luôn sống là có tình, có nghĩa, có đối, có đáp, có thủy, có chung, có trước, có sau, có nhân, có nghĩa. Thì chúng ta mang một chút quà đến phúng điếu là chuyện bình thường, không hề có nợ nần gì trong vấn đề này cả. Nếu quý vị ngại, quý vị không nhận, thì người ta cũng chẳng đi tay không đâu, người ta sẽ đặt một vòng hoa. Mà cái vòng hoa mà 50 đô á, thì có không được. Muốn nhìn cái vòng hoa cho được cũng phải 100, 150 đô. Sợ nhận 50, nhận cái vòng hoa 150 đô cũng vô đó thôi. Thành thử ra cái vấn đề chúng ta là phải thấy rõ là cái này không phải là sự xin xỏ, không ai nợ ai cả, mà chẳng qua là cái tình nghĩa đối với nhau. Rồi nếu như mình nhận tiền, mình không dùng đến, mình làm từ thiện, người chết cũng không hề mang nợ, bởi vì mình đã dùng số tiền đó để trang rãi cho tất cả mọi người, gieo cái nhân duyên cho người mất cũng như là mình. Nhờ cái người đó nằm xuống mà có được số tiền này, rồi mình làm cái nhân connect, là mình trang rãi cho mọi người. Cho nên đời nào kiếp nào mình luôn luôn tương trợ với nhau, và thậm chí có thể nói một người nằm xuống mà cũng để lại chút phước cho đời. Thành ra cái này là cái điều không có gì trở ngại trong vấn đề nhận. Mình không nhận cũng chẳng sao. Nhưng mà thưa đại chúng, không bao ít, rất ít ai mà người ta đi tay không vì cái tình nghĩa trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ đi, bạn bè thường thôi, lâu lâu rủ mình đi ăn nhà hàng, đãi mình 2 lần, không lẽ mình không sắp xếp đãi người ta được 1 lần sao? Nó kỳ. Vậy người ta nói mình lợi dụng, phải không? Hoặc là mình tự thấy ái ngại, tức là phải luôn luôn có cái sự qua lại với nhau. Mà nhờ có qua lại như vậy cho nên cái tình nghĩa nó mới khăng khích. Chứ còn sống mà mạnh ai nấy biết thì có gì đâu để nói. Thưa đại chúng, quý vị đừng ngại. Nói như vậy thì tùy hỷ trong mọi gia đình. Mà nếu quý vị thí dụ nhận tiền, quý vị để câu gì? Tịnh tài phúng điếu sẽ dâng vào quỹ từ thiện. Mình ghi rõ trên cái thùng vậy. Nếu mình ngại người ta nghĩ mình xài cái tiền đó, thì mình để cho người ta rõ luôn. Giống như người Mỹ ở đây họ thực tế lắm. Họ không nhận điếu phải không? Nhưng mà họ send cho mình một cái message: tất cả những cái tiền nào mà tặng cho người mất, xin hãy gửi thẳng về bệnh viện ung thư gì gì đó, với cái tên, dưới cái tên của cái người mất đó. Thì họ cũng quan niệm là người mất đó trước lúc còn bệnh đã nằm trị bệnh tại bệnh viện đó, bây giờ chết đi rồi thì tất cả những gì có được của người mất này do họ mất đó nên gửi về đó để hỗ trợ cho cái công trình, cái nhà thương đó, cái bệnh viện đó được thêm cái phần lợi lạc. Tốt thôi. Rồi quý vị thấy nè, thậm chí chúng ta cái người chết không để gì lại nữa, mà chết để lại trái tim, con mắt, lá gan, lá thận cho người khác được dùng.
Nói chung cái này là đồ dởm, xài vài chục năm là nó muốn hư rồi. Nhưng rồi ký cái giấy cho người ta mà cũng mong là tới hồi mình chết người ta còn xài được. Chứ nhiều khi ký xong rồi cho người ta nói dạ thôi cái này nó overdate rồi cũng chẳng xài được. Thành thử ra nếu mình sống mà mình trước khi chết mà còn để lại một chút gì cho đời, đó là cái phước cuối đời của mình. Đừng ngại ngùng chi chuyện đó, cũng đừng sợ vì cho trái tim mà đời sau mình chết ra mình không tin. Hồi rồi có câu hỏi, con em nó hỏi Pháp Hòa vậy đó. Nó nói con ký giấy con cho người ta tim gan phèo phổi gì đó, rồi đời sau con sinh ra con có cái đó không? Mà nó hỏi bằng tiếng Anh đó. Cái câu hỏi đó vừa rồi không biết hỏi ở đâu mà quên rồi, hỏi vậy đó. If hả? Ở chùa Văn Thù hả? Và trả lời xong rồi nó xuống nó cảm ơn, nó nói thầy đã giải tỏa được cái câu hỏi đó của con. Mình là con số 0, từ 0 ra có nè, rồi từ có này đi về 0. Ước mong một ngày trước khi về 0 còn chút gì để cho. Có cho thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có gì để cho. Thấy không? Nếu mình cho được ai cái gì đó, còn gặp nhau thì chúng ta cứ cho nụ cười, cho lời nói, cho tình thương, rất nhiều thứ để cho. Cho nên thưa quý vị đừng ngại chuyện này. Còn nếu mà ngại nữa đưa hết em. Thưa thầy, con thường nghe nhiều người nói khi tụng kinh ở nhà thì sẽ có vong vào phá. Thứ hai, những Phật tử được thầy truyền giới, thầy không có ở đây thì những Phật tử đó chưa vào sự hướng dẫn từ đâu để tu tập. Và trả lời câu hỏi một trước. Nếu nói tụng kinh mà có vong theo, vậy thì tại sao không nói rằng ở nhà mở phim ma, ma nó theo? Mở phim ma coi mỗi ngày không sợ, mà mở kinh sợ vong theo. Không có nghĩa, không có lý. Mà cũng chẳng có cuốn. Nếu mà thật sự kinh mà mở lên cho người sống nghe, mà người chết nó đeo theo nó nghe, thì kinh này thiệt là kinh điển. Còn mình mà sợ nó thì kêu kinh dị, hoặc là kinh hồn, còn không là kinh khiếp. Quý vị mở nhạc quý vị nghe sao không sợ vong nó vô nó nghe nhạc? Bộ vong nó chỉ nghe kinh thôi sao? Có những vong Thiên Chúa nó không nghe kinh sao? Đừng có sợ cái chuyện vô lý đó. Đây là tà kiến, không phải của đạo Phật. Thí dụ như mình ở Nam Mô A Di Đà Phật, mở suốt ngày đêm ai đi tới cũng nghe Nam Mô A Di Đà Phật, thì có chuyện gì để lo đâu. Còn nếu như mình mở tầm bay tầm bạ thì ta cũng nghe, mà ta nghe tầm bay tầm bạ. Còn mình mở Phật, người sống cũng nghe Phật mà người chết cũng nghe Phật, thì gọi là âm siêu dương hới. Mà được như vậy thì cả pháp giới chúng sanh sớm thành Phật đạo. Ban đêm mở kinh nghe sợ vong, sợ tội, mà mở rỉ rả hoài. Một người đi với một người đi với nụ cười hắc hiu. Trời ơi, mình nghe sao mình lộn bên này. Tôi người với những cô liêu lây qua đây. Rồi cứ buồn hiu một mình. Dạ ai đây? Dạ em. Em ngủ không được, em nghe này em buồn quá. Đây buồn hiu một mình này. Mình mở kinh mà ai mà bây giờ hỏi chứ tại sao? Mình là cái gì mà mình thấy vong nghe? Vậy là mình là vong hay người sống? Ông thầy chùa ông tu mấy chục năm mà không thấy vong nào nghe kinh, mà mình mới tu hai bữa biết hết trơn. Có vong nghe hay không mình cũng chẳng thấy. Vậy mà tại sao mình đặt ra cái chuyện là mở kinh có vong nghe? Thật là một cái tà kiến. Tu mà không học là thêm lớn vô minh. Học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Đấy, học mà không tu. Cái chữ tà kiến ở đây Pháp Hòa không có cái ý là la rầy gì, nhưng mà ý đây là định nghĩa thế nào là tà kiến. Những hình thức tín ngưỡng như vậy là tà kiến. Rồi bây giờ thứ hai,
thầy quy y cho Phật tử mà thầy không có ở đây. Thưa đại chúng, em từng nói tất cả những thầy quy y cho mình chỉ là một vị thầy đại diện cho chư tăng để làm cái lễ đó cho mình. Chư tăng trong mười phương này, tăng Lào, tăng Tàu, tăng Việt, tăng Thái, tăng gì không biết, mà thầy đó, ở nơi thầy đó có giáo pháp, đều là thầy của mình hết. Quý vị quy y Phật mà Phật ok chưa mình cũng không biết, mà không mắng giống Phật rồi mắng giống em. Mình nói mình quy y Phật là quy y Phật Thích Ca, nhưng mà không có nghĩa là chỉ Phật Thích Ca. Mười phương pháp giới chư Phật này, Phật Di Đà mình cũng quy y, Phật Thích Ca mình cũng quy y, Phật A Xúc, Phật Di mình cũng quy hết. Vì Phật là mười phương pháp, mười phương tăng, mười phương vị thầy mà đã làm lễ cho mình chưa đủ là tăng, phải bốn tỳ kheo mới gọi là tăng. Cho nên thầy chỉ là người đại diện cho chư tăng làm cái lễ đó cho mình. Tăng trong mười phương này là mình đó, quý vị thấy không? Quý vị có quy y với thầy Việt Nam mà có nhiều người tu với thầy Việt Nam đâu. Quy với thầy Việt Nam mà tu theo Tây Tạng. Quy y với thầy Việt Nam mà có bao giờ cúng dường cho thầy, cho có chùa Việt Nam có được hưởng đâu. Quy y với thầy Việt Nam mà cúng Tây Tạng không à, lại theo kiểu Tây Tạng nữa, mà nửa chết đòi nghe kinh Việt Nam. Quy y tiếng Tây Tạng không hiểu gì hết, rồi sách cái tên Tây Tạng lên biểu ông thầy Việt ông dịch. Ông nói quy y Tây Tạng thì nhờ Tây Tạng dịch, thì tôi có biết tiếng Tây Tạng đâu mà tôi dịch. Mình là người Việt phải nghe tiếng Việt thì mình cái ý thức mới sâu sắc, mình mới biết cái gì mình tu. Người ta Tây Tạng thì người ta quy với Tây Tạng, ta nghe tiếng Tây Tạng. Mình Việt Nam mắc gì chạy theo Tây Tạng. Mình trọng hết, nhưng mình phải nghe cái gì mình hiểu. Đây nè, nổi cái tiếng Việt thôi tụng còn chưa hiểu hết đó. Cho dù cái câu là đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả nay con xin sám hối. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà hỏi giảng nguyên bài đó giảng được không? Thế nào là đệ tử? Thế nào là vọng nghiệp? Một câu đó thôi mà có hai ba chữ cần phải giảng. Đệ tử nghĩa là gì? Vọng nghiệp là chi? Đều do vô thủy. Vô thủy là sao? Tham sân si là gì? Câu thứ hai phải giảng. Từ thân miệng ý là sao? Tất cả hôm nay xin sám hối. Chữ sám hối là gì? Đó, tụng tiếng Việt là hiểu đó, nhưng mà biểu giảng chưa chắc giảng xong. Vậy mà học tiếng hỏi mình hỏi tụng gì biết không? Dạ Tây Tạng. Vậy thì mai mốt mà có chết á, đừng có nhờ thầy phục nguyện là nguyện hương linh trực giảng Tây Phương. Phải theo câu đó, nguyện hương linh trực vãng Tây Tạng. Pháp Hòa nói vậy là không nghĩa là Pháp Hòa bài xích gì, nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn xác định quý vị giống như con nít nó nhỏ đó. Giờ nhỏ nhỏ dẫn lên chùa quy y, đâu biết gì đâu, mẹ kêu gì làm nấy thôi. Mai mốt nó lớn, nó có ý thức, dẫn nó lên chùa làm lại. Vì khi nó có ý thức, nó mới biết giữ giới là gì. Tại sao không sát sanh, tại sao không khổng cấp, tại sao không tà hạnh. Chứ không phải là nó quy hồi 6 tuổi vậy là nó thành đâu. 6 tuổi đó chỉ là quy y thôi, nhưng mà nó chưa ý thức gì hết, mà thậm chí nó chưa giữ giới nữa. Phải 13 tuổi nó mới có thể đủ năng lực hiểu giới là gì để nó giữ. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng nghiệm coi. Pháp Hòa không có nói là đúng hay là sai gì, nhưng mà trình bày để đại chúng chúng ta chiêm nghiệm lại. Ở cái chỗ là thầy mình tất cả ở đâu có Phật Pháp mà chúng ta hiểu được đều là thầy của mình. Này, đã quy y rồi, nay gặp thầy liền cảm kích, xin được quy y với thầy được không? Dạ không. Quy y kiểu này là quy y cảm tình.
không tốt. Tu không có tu cảm tình. Phật tử cũng có nhiều dạng nha. Phật tử đi chùa do trí tuệ sáng soi. Phật tử cảm tình cũng có, tại thương sư cô trụ trì tới. Mà thương là có gì? Có ghét. Cho nên gì? Đừng có ghét, đừng có thương gì hết. Nếu ở người đó có sự giáo pháp để chúng ta học thì chúng ta tới. Chỗ nào có ăn không có pháp, không tới. Chỗ nào có pháp mà không được ăn, tới. Chỗ nào có pháp mà có ăn, càng ở. Chỗ nào không pháp không ăn, giọt lẹ. Em không có nói, Phật nói. Nói vậy đó, em nghe vậy em nói lại à. Hồi nãy nói rồi, quy y là quy y mười phương tăng, not only me. Mà cái gì là một là sẽ dễ đánh đổ. Còn cái gì là tập thể là hoàn toàn không. Cái tập thể nó mới quan trọng. Cá nhân mình chỉ là một. Đừng vì một cái cá nhân đó mà làm hư cái đại thể. Cho nên á, nhiều khi á, mình giận cái người đó quá, gặp cái người đó ngay cây xăng, bật lửa lên đốt họ, nổ cái đùng, hết cả cái khu đó ảnh hưởng. Quán chiếu cái đó để rồi chúng ta thấy chúng ta phải làm gì? Giết người đó hay là cả đại chúng? Có người nói không nên bỏ bông hồng trên quan tài người mất vì có thể làm họ đau đớn. Có phải vậy không? Nếu muốn biết, hỏi người mất. Em có nằm ở trong đó ai biết. Em nói thiệt à. Cái chuyện mà mình để bông hồng mà hỏi em thì sao em biết. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta sống, chúng ta có những cái quan niệm theo người sống, rồi chúng ta đem áp dụng cho những người mất, cho thánh thần. Cho nên nhiều khi các ngài cũng khổ lắm. Mình ăn chè mình thích nước cốt dừa, cho nên cúng mình cũng chan nước dừa lên. Mà rủi Phật đó, ổng sanh ngoài Huế, ổng biết ăn nước dừa đâu. Nhưng mà rồi cái mình ấy, rồi mình cũng định nghĩa Huế không bao giờ ăn nước dừa, mà kẹt cái Huế này sanh trong Sài Gòn. Cho nên biết ăn nước cốt dừa. Đưa chén chè mà không nước cốt dừa, Huế này không chịu. Mình người sống là mình thích sao là mình áp đảo người khác như vậy. Mình sợ bông hồng. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là bộ chỉ có bông hồng mới có gai sao? Nhưng mà rồi cũng có những quan niệm khác là đi coi ngài. Đi coi ngài rồi sợ cái người mất đó chết trùng, có thể về kéo thêm người thân. Cho nên liền lấy mấy cái gai của cây bông bưởi á, châm vô mắt người chết. Để với cái mục đích là cho người chết bị có thương, có tật con mắt để đừng kéo về người sống. Tà kiến không? Tà kiến. Nói người chết này chết trùng nè, có thể về lôi kéo thêm người sống trong gia đình. Đi mua cái lưới chài á, về bó họ lại mấy chục vòng vậy để họ không có được dung dậy. Rồi, cũng là một tà kiến. Rồi xong rồi á, có người quan niệm á, là cái người chết đó đó, họ chết xấu, ngày xấu, lấy nguyên cái rế nồi, cà lọ thiệt là đen lên mặt họ, để cho họ tối tăm, họ không thấy đường. Cho nên thưa đại chúng, người sống của mình nghĩ sao là mấy người chết lãnh đủ hết. Thì Phật Thánh cũng vậy thôi. Mình thích ăn xoài là bàn thờ xoài không, không bao giờ có trái khác. Pháp Hòa nói rồi đại chúng kiểm coi. Hỏi kỳ này cúng dỗ má cúng gì ta? Tao thích cà ri. Tôi thích ragu. Tao nhìn bàn thờ toàn là đồ người sống khoái không à. Rồi cái hồi mình nói hồi má sống á, má thích ăn cái món đó mà để nguyên xương á, mà quên bà già giờ 80 rồi xương đâu nữa cả. Thưa đại chúng là mình phải hiểu rằng
Khi mà chúng ta đã mất đi rồi thì cái thân tứ đại này nó chẳng là gì hết. Ai muốn làm gì làm. Để hoa hồng lên sợ gai, vậy thì tại sao đốt không sợ nóng, chôn không sợ ngợp, bỏ một phòng lạnh không sợ người ta lạnh, Rồi thụt ống vô bơm minh những cái chất dơ trong người ta không sợ người ta đau, mà chỉ có một cái gai sợ người ta đau làm sao? Đội Pháp Hòa nói như vậy rồi để chúng suy nghĩ. Ở Việt Nam mình đó, trời ơi, liệm bao nhiêu lớp, rồi nhét, rồi nhồi, nào là trà, nào là gòn tấn, rồi bao ni lông cột quấn lại. Trời ơi, mình thấy cái người đó mà họ la rồi ngọt quá, ngọt quá. Để một cái hoa hồng nhẹ lên thôi mà sợ đau, phải không? Mà đè ta muốn chết vì không sợ ta ngợp, không có ly. Cho nên rồi đôi khi cái người sống của mình á, bày hiểu kiểu này, bày kiểu kia mà lãnh đủ hết, tội nghiệp của Phật. Chứ thấy chuông hết giờ rồi. Mình còn thêm 3 câu hỏi nữa nổi không? Xin Thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ, vì con nghe nói không nên quỳ trong khu quý Thầy ngồi, phải nói khu vực quý Thầy ngồi. Tiếng Việt mà viết không rõ nó nguy hiểm lắm. Giống như đang xếp đồ ăn vậy, hỏi chị này để đâu, chị để đầu thầy á. Để cái đầu bàn chỗ thầy ngồi á, mà nói vậy đó. Quý vị nghe câu hỏi nghe kịp không? Có cần repeat không? Xin Thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ. Thưa đại chúng, theo cái nguyên tắc, thật sự cái này cũng mình bày thôi chứ Phật cũng chẳng nói. Ở đời con người chúng ta sống thì có trước có sau, có trên có dưới vậy thôi, chúng có gì. Thì thường trong luật dạy á, cái chính giữa của cái chánh điện mà gần gần trên á, là cái vị trí của vị trụ trì. Chúng ta không nên đứng ở cái vị trí đó để lễ, chỉ để tôn trọng cái vị trí của người trụ trì. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nếu cái chỗ đó nó chật quá rồi thì mình biết chỗ nào là trụ trì, chỗ nào không. Chùa của người Hoa thì họ quy định rõ lắm. Cái gối mà quỳ của thầy trụ trì á, họ đặt thẳng ngay chánh điện mà mãi mãi cái chỗ đó nằm đó. Rồi thậm chí họ còn để một cái bảng ở trên là xin đừng quỳ ở đây. Và họ đặt sẵn những cái tấm tọa cụ bồ đoàn, mấy cái gối mà lại lại nó nằm sẵn ở trong chánh điện hết. Nó định vị rồi. Thành thử ra Phật tử bước vô cái thấy những cái chỗ đó ta vô ta lễ. Còn cái chùa Việt Nam mình á, là từ chánh điện dài xuống phía dưới là nó trống trơn hết trơn á, thì mình chẳng biết chỗ nào là của ai. Cho nên mình á, thì chỉ có cái tật là mình muốn thấy Phật thấy mình, cho nên mình phải đứng ngay Phật. Cũng giống như đi nghe giảng mà phải ngồi sao cho ngó ông thầy thôi. Thì cái trường hợp này cũng vậy. Khi mà chúng ta tránh cái chỗ của quý thầy á, là nếu chúng ta ở nơi đó người ta có quy định rõ ràng, còn không có mình cũng đâu biết. Mà thí dụ như có quy định mà mình lỡ mình vô quỳ đó có tội không? Không tội gì hết. Chẳng qua là người ta muốn nó có cái thứ lớp rõ ràng thôi. Cho nên á, thí dụ bây giờ ở trong chùa có cái chén của thầy ăn cơm, quý vị cũng muốn để riêng cho thầy bộ để mà dễ dàng dọn cơm cho thầy. Chứ thầy không bao giờ thầy đi tu gì để được ăn bộ chén riêng hết. Thành nữ lỡ Phật tử người ta vô, người ta làm công quả, người ta không biết, người ta lấy cái chén đó người ta ăn cơm. Mà người ta đã lỡ ăn rồi, cứ để cho người ta ăn đi. Đừng có chạy tới xách cái chén, dạ chị cho em đổi chén này của thầy. Cái chén là chỉ để ăn cơm thôi. Mà người ta đâu có cố tình ta lỡ mà. Mình cứ để cho người ta ăn đi, thầy sẽ hoan hỷ vô cùng. Nếu thầy mà nói rằng đi đòi cái chén lại cho thầy thì đó không phải thầy à. Có đó thêm chữ nữa, thầy bà. Tức là muốn làm thầy làm bà chứ không phải là thầy. Không bao giờ thầy đòi hỏi của cái gì.
Chẳng qua là lòng cung kính của mình muốn lo cho thầy. Nhưng mà hãy nhẹ nhàng những cái trường hợp như vậy. Đừng có quá nặng nề những cái đó, rồi chúng ta làm mất đi cái mục đích chính của mình là hoằng pháp lợi sanh. Cái chuyện vật chất đời sống hàng ngày nó là phụ. Thậm chí cái ly uống nước của thầy lỡ người ta không biết, ta có lấy cũng chẳng sao. Mà nhiều khi người ta biết ta còn vui nữa đó. Ta được cầm cái ly của thầy, cho người ta ké ăn chút đi. Mình tu như thế nào, mình làm Phật sự như thế nào mà mình thật nhẹ nhàng trong mọi hành tác đó, thì chúng ta luôn luôn sống, tu, học, độ đời, độ người, lúc nào cũng có Niết Bàn. Niết Bàn không phải là nơi chốn, Niết Bàn là trạng thái của tâm. Mình làm sao người ta cảm nhận được người ta về đó là người ta đang về một cảnh Niết Bàn, chứ người ta không phải về đó bởi một cái hình thức nặng nề, khó chịu. Tu như vậy là mình thành công. Cho nên thưa đại chúng, đây chỉ là một cái định vị mà do mình đặt để ra. Chứ còn thời Phật, Phật không bao giờ, Phật còn ngồi gốc cây mà, Phật còn ở trong rừng mà, Phật còn đi lượm mấy tấm vải ở trong rừng Phật ngay vá mà. Mà ngày nay mình ra chợ mua vải về mình may mặc là mình sướng quá rồi. Phật hồi xưa thuyết pháp ngồi đất, mình bây giờ có ghế kê tay, rồi có gối coi kê lưng nữa, muốn gì nữa giờ, mình hơn Phật rồi. Thôi thì cứ nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không cầu cũng không từ. Không cầu nghĩa là mình không cầu kỳ, không cầu mong gì hết, nhưng mà người ta có đưa thì cứ dùng mà không hề dính mắc. Bây giờ Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa đối với, đến với quý vị thương, quý vị lo. Chứ em về chùa em tự em lo à. Nhà vệ sinh em cũng chùi mà, chén bát em cũng rửa, nhà cửa em vẫn quét, em vẫn lau. Phật tử đi chùa chủ nhật về dép dài để lung tung, chiều chủ nhật nào Pháp Hòa không đi lụm từng chiếc dép để trên kệ. Mình là gì đâu, trụ trì là gì, là ở trong chùa, giữ cái chùa nó sạch thì người ta vô ta nói trụ trì good boy. Mà người ta vô ta nói trụ trì bê bối. Được chưa?